người Việt trộm cắp tràn lan ở nước ngoài, lỗi tại ai? Trong những năm vừa qua, tin tức về việc người Việt đi làm việc, đi du lịch ở các quốc gia phạm pháp gia tăng. Điều này khiến nhiều người dân ở nước sở tại như Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan có cái nhìn không tốt về người Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 2 đưa tin 4 người Việt bị bắt ở Nhật vì ăn trộm quần áo ở nhiều cửa hàng. Bản tin cho biết 4 người Việt đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì đã liên tục ăn trộm tại cửa hàng của Nhật, các cửa hàng quần áo khác ở đây. Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu yên, tức là tương đương khoảng 135.000 đô la. 4 người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì ăn trộm quần áo ở rất nhiều cửa hàng. Theo hãng tin Kyodo News, nhóm 4 người bị bắt kể trên gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 40. Một trong 4 người bị bắt có tên là Nguyễn Hoàng Anh, 38 tuổi, được cho là đánh cắp tới 5.237 món đồ, bao gồm áo len và áo khoác. Trong nhiều chuyến thăm Nhật Bản từ tháng 12 năm 2018 cho đến tháng 10 năm 2024, bị cáo này đã thực hiện các cuộc ăn cắp. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, các nghi can thừa nhận các cáo buộc của cảnh sát địa phương và nói rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Trong khi đó, theo trang Asahi, cảnh sát tỉnh Fukushima cũng đã có lệnh bắt giữ một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam vì tin rằng bà này là người cầm đầu, điều khiển nhóm 4 nghi phạm trên. Theo mô tả, đồ ăn cắp được nhiều đến mức ngày nào họ cũng chất đầy vali. Qua tìm hiểu của phóng viên tờ Thời báo.de, dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 26 tháng 1 cho biết, số lượng lao động ngoại quốc tại Nhật Bản tính đến tháng 10 năm 2023 đạt mức 2 triệu người. Trong đó người Việt Nam đứng đầu với tổng số 518.364 người. Có rất nhiều cửa hàng trong hệ thống Uniqlo ở Nhật Bản cho tự thanh toán, ở nơi lắp đặt máy tính tiền tự động không có nhân viên quản lý, và đó là những lỗ hổng khiến cho người Việt Nam dễ dàng trộm đồ rồi gửi về nước để mà tiêu thụ. Đó là lý do vì sao ở những thành phố có đông đúc người Việt Nam sang lao động hay du lịch đã xuất hiện rất nhiều những tấm bảng khuyến cáo về việc người Việt ăn cắp được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Nhật. Được biết, việc trộm cắp ở Nhật Bản rất dễ bởi xã hội Nhật Bản xây dựng trên nền tảng văn hóa là sự lương thiện. Đó là lý do vì sao người Nhật không nghĩ đến chuyện đề phòng trộm cắp. Người Nhật tin tưởng vào sự minh bạch và sự lương thiện của mọi người. Bất kể đứa trẻ nào ở Nhật, từ tấm bé đã được giáo dục hai vấn đề về đạo đức, đó là văn hóa xếp hàng và không lấy bất cứ thứ gì không phải là của mình. Một bảng khuyến cáo trộm cắp ở Nhật Bản. Một câu hỏi đặt ra là tại sao một số đông người Việt khi ra nước ngoài làm việc tạm thời hay du lịch luôn tìm mọi cách để trốn ở lại và hành nghề trộm cắp. Kể cả những người đến Nhật với tư cách là sinh viên cũng đi ăn cắp. Lý giải tình trạng này ở Nhật Bản nói riêng và các quốc gia khác nói chung, nhiều người cho rằng một trong các nguyên nhân là tình trạng người lao động, người du học mắc phải nợ nần thì phải trả phí cho các công ty môi giới rất cao. Một người Nhật gốc Việt đã định cư 30 năm ở Nhật cho tờ Thời báo.de biết ông có khả năng tiếng Nhật tốt nên thường được cảnh sát địa phương mời làm biên dịch trong các phiên thẩm vấn với người Việt Nam phạm tội. Ông nói như sau: tôi là người trực tiếp nghe điện thoại, được biết gia đình anh này đã vay mượn thế chấp ngân hàng được 200 triệu để lo lót cho anh này du học bên Nhật. Người nhà Việt Nam cho biết đã trả nợ 160 triệu cho ngân hàng, thì người nhà họ buộc phải đi ăn cắp. Công luận thấy rằng trái với việc ông Tổng hồ hởi đánh giá, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ sán lạn như hôm nay, là tình trạng người Việt từ hàng chục năm nay phải chen nhau để giành suất đi xuất khẩu lao động, mà thực chất đã đi làm công việc tay chân nặng nhọc và độc hại ở nước ngoài. Chưa hết, dù đến được nước phát triển, họ là phải đi ăn cắp để mà trả nợ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ngồi đến 3 nhiệm kỳ ghế Tổng Bí thư trái với điều lệ của Đảng. Ngược lại, người đẹp là nữ biên tập viên Kiều Trinh không bị hoàn cảnh bắt buộc, vẫn bị bắt 2 lần về tội trộm cắp. Một lần ở Thụy Điển vào năm 2001 và một lần ở Anh Quốc vào năm 2006. Nhưng đến nay cô này vẫn còn được trường mặt trên VTV, thậm chí còn lên chức trưởng phòng văn hóa thể thao du lịch của VTV1. Được biết Kiều Trinh là con gái rượu của ông Vũ Văn Hiếu, cựu Tổng giám đốc truyền hình VTV, cựu Ủy viên Trung ương Đảng. Tương tự,
lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam ở mọi cấp, tiền lương không đủ sống, vậy mà ai ai cũng có nhiều nhà cho thuê, có biệt thự khủng, nguy nga, tráng lệ, cho con gái đi du học ở nước ngoài tốn kém đến hàng trăm ngàn đô la mỗi năm và sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền. Tất cả đến từ tiền ăn cắp tài nguyên quốc gia, tham nhũng và tài sản của nhân dân. Vì thế xin đừng trách người lao động Việt Nam ở nước ngoài do bần cùng phải đi ăn trộm cắp để mà trả nợ. Có chăng hãy trách nền giáo dục đã tạo ra một lớp người Việt với triết lý sống tiền là trên hết, tiền là tất cả. Hệ quả của việc trăm năm trồng người của nhà trường, xã hội, chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Người Việt trộm cắp tràn lan ở nước ngoài, lỗi tại ai? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Nhân dịp đầu xuân năm mới, ban biên tập Thời báo .d gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin vụ bê bối xe còi hụ ở Hà Tĩnh, liệu Vương Đình Huệ có chạm để lấy điểm hay không? Chuyện bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh dùng xe biển xanh gắn còi đèn ưu tiên, chạy vào sân bay Vinh đón con gái, gây bất bình trong công luận. Tới mức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải lên tiếng chỉ đạo xử lý vụ việc đầy tai tiếng này. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 7 tháng 2 đưa tin, Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý vụ xe công dùng đèn ưu tiên đón người nhà lãnh đạo. Bản tin cho biết, trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết đã nắm được sự việc kể trên và thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc. Bí thư tỉnh chỉ đạo xử lý vụ xe công dùng đèn ưu tiên đón người nhà lãnh đạo. Công luận đã bày tỏ sự bất bình sau khi trên mạng xã hội vào sáng ngày 7 tháng 2 lan truyền một video clip cho thấy hình ảnh một chiếc xe công vụ mang biển số xanh số 38A06688 khi chạy vào sân bay Vinh để đón người đã bật đèn và còi hụ ưu tiên. Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà đã thừa nhận sử dụng xe công sai mục đích, nhưng dù bà Hà nhận sai thì bà vẫn tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, đặc biệt với thông tin mà bạn nhà báo Hà Tĩnh đưa việc ông Vũ Đình Thắng, phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường, đã bị Sở Thanh tra Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh phạt 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để xác minh vụ việc bà này dùng xe công vụ và còi hụ khi đón con ở sân bay Vinh. Đó là lý do vì sao công luận tỏ ra không tin tưởng vào việc Bí thư Hà Tĩnh đã cam kết rằng Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Nhà báo Bạch Hoàn trên trang Facebook cá nhân đã đưa ra bình luận như sau. Nhà báo phải nộp vào ngân sách một số tiền đáng kể với hành vi hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích. Vậy chiếc xe công chạy vào sân bay đón rước con cái chị được cho là của chủ tịch hội kia cũng hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, có đúng không? Vì lẽ đó, phạt nhà báo thì cũng phải xử lý cái vụ xe công vào sân bay đón rước kia chứ nhỉ? Tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt phóng viên Vũ Đình Thắng ở tạp chí Công nghiệp Môi trường. Đại tá Công an Phạm Xuân Cần, giảng viên những khóa đầu tiên của Đại học Công an cho rằng vụ xe biển xanh còi hụ đón con, muốn người ta quên đi còn chưa được thì sở 4T lại đè cổ phóng viên phạt 4 triệu. Ăn chi khùn rứa bay. Còn luật sư Trần Vũ Hải cũng trên trang Facebook cá nhân đã đặt câu hỏi sử dụng xe công của mục đích cá nhân bị phạt bao nhiêu tiền. Đồng thời, luật sư Hải cũng dẫn câu trả lời theo đó. Theo điều 8 khoản 2 tiết C nghị định 63/2019, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Pháp luật cũng không cấm phạt và nộp phạt vào thời điểm những ngày nghỉ, kể cả dịp Tết. Vậy sáng mai 30 Tết, cơ quan chức năng cứ ra quyết định xử phạt và chị chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cứ tự nguyện nộp phạt 20 triệu cho nhân dân cả nước không thắc mắc nữa. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo .d thì được biết, theo các quy định hiện hành của Việt Nam, xe được gắn còi hụ, đèn ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Đối với xe ô tô gắn đèn phát tín hiệu ưu tiên trái phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, người lái bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Bên cạnh đó, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân hoặc phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, các quy định của nhà nước nêu rõ. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ là ông trùm phe Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay tình trạng sử dụng xe công và việc riêng đã trở thành hiện tượng phổ biến, đã bị dân chúng và ngay cả truyền thông nhà nước không ít lần lên án. Đó chính là biểu hiện của hành vi tham nhũng quyền. Công luận thấy rằng khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường giáo huấn lãnh đạo Việt Nam rằng họ phải là đầy tớ của nhân dân. Nhưng rõ ràng hiện nay lãnh đạo Việt Nam đã trở thành cha mẹ của nhân dân. Mà vụ việc phóng viên Vũ Đình Thắng bị phạt 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để hỏi về việc sử dụng xe công sai mục đích, không chỉ là quyền của phóng viên báo chí mà tối thiểu cũng là việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cỡ như Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, một nhân vật bị đánh giá là đạo đức kém mà còn biết phải viết thư xin lỗi nhân dân và rút ra bài học sâu sắc vào đầu tháng 1 năm 2019. Bà Hà với một chức danh rất thấp thì còn chờ gì nữa mà ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh không chạm ngay tức thì để xóa đi tiếng xấu lâu nay là vương quốc vô luật pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vụ bê bối xe còi hụ ở Hà Tĩnh, liệu Vương Đình Huệ có chạm để lấy điểm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.